tháng 5 năm 1996, chị tới quay ở lễ bế giảng của trường cấp 3 Chu Văn An, và một người bạn của em, người rất hâm mộ chị, đã trà trộn vào các học sinh để làm được hai việc, đó là vừa xin chữ ký mà cuối cùng là vào luôn video clip, và đến tận bây giờ cũng trở thành một phần của video clip. Hôm đấy có phải là chị cho chữ ký rất nhiều học sinh ở trường Chu Văn An không? Chị đừng hoang mang, câu chuyện đấy là câu chuyện ký ức rất là vui của chúng em. Và đây chính là người bạn đó. À, bạn này à? Vâng. Buổi sáng ngày hôm đó. Cái áo quá. Ngày hôm nay thì các bạn của em ở trường Chu Văn An có gửi tới chị lời chúc chị thật là nhiều thành công và may mắn ở trong cuộc sống. Mọi người có gửi lại chị chị có thể xác nhận giúp cho chúng em. Rất là xúc động ấy. Quá là bồi hồi luôn. Chúng ta cần phải nhớ tất cả những kỷ niệm dù là xa vời nhất. Chị nhìn vào vị trí mà chị ký, chị sẽ tìm lại được chữ ký của chị. Đây, ca sĩ Mỹ Linh đây. Đấy, đây là chiếc áo, bởi vì đó là ngày bế giảng. Chiếc áo này sẽ không mặc nữa. Mà chiếc áo này đã nằm ở trong tủ trong suốt bao nhiêu năm qua. Khi mà xem lại cái video clip này và hỏi lại các bạn của mình thì có hai điều đặc biệt. Một điều nữa mà em nhận ra. Chị ký vào một chiếc áo, nhưng sau đó thì cái hình cận thì là vào một cái áo khác. Cái áo khác thì lại là cái áo này. Và cuối cùng hình như là cả một lớp 12H của chúng em năm đó, nhưng hai người mà chị ký thì lại giữ được cả hai cái áo. Cảm động quá, cảm động luôn. Chính xác là như vậy. Đây này, cái áo này mới là cái áo mà xuất hiện ở trên hình. Em xin lỗi, bởi vì là hôm nay chúng em đã cố gắng là lại, nhưng nó đã nằm ở trong tủ 20 năm, bởi vì nó ghi ở trên đấy tất cả ký ức của mọi người. Quá là cảm động luôn. Và để một lần nữa để cho chị Mỹ Linh cảm thấy tin về điều đó thì mọi người có thể lấy giúp ảnh của anh bạn này sau 20 năm. Béo hơn rất là nhiều, nhưng cái ánh mắt với cả cái miệng cười thì vẫn là như vậy. Sau 20 năm thật là đặc biệt, bởi vì hai chiếc áo xuất hiện trong video clip Hà Nội đêm trở gió, một video clip sau này rất nổi tiếng, thì cả hai bạn của em đều giữ được cái áo này. Chị đã đi vào một phần kỷ niệm của chúng em, là bởi vì là trên áo có chữ ký của bạn bè. Và cuối cùng là chị Linh cùng với cái video clip đấy xuất hiện ở trong chương trình của chúng em, chương trình của bế giảng. Các bạn bè của em, hai bạn gửi chiếc áo tới đây, chỉ nhờ em một điều, gửi tới chị Mỹ Linh lời chúc may mắn và thành công. Và có nói với chị Mỹ Linh là chị Mỹ Linh có thể gửi cho họ một thông điệp và một chữ ký có ghi ngày của ngày hôm nay vào dưới cái chữ ký mà chị đã thực hiện cách đây 25 năm, vừa tròn 25 năm. Và đó sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ với họ. Em mời chị Linh. Đây là một cái một cái niềm hạnh phúc không phải ai cũng có thể có được. Bởi vì là đối với người nghệ sĩ thì những khoảnh khắc như thế này cũng sẽ có. Nhưng việc mình được trở thành ký ức của một ai đó là một điều rất là tuyệt vời. Và nó là một ký ức đẹp và nó được nhớ. Chắc chắn. Nó được nhớ vì cũng sẽ có những ký ức người ta muốn quên đi. Em là người đã chen lấn xô đẩy trong tất cả cái đám đông đó. Mọi người có thể nhìn thấy cái ảnh của em có thể giới thiệu với chị ở trong cái đấy. Cái anh chàng ở phía xa kia kìa, đang quay mặt lại phía kia và đang nói chuyện với mấy bạn gái. Đấy chính là em ấy, chị Linh. Đấy, ở phía xa. Đấy. Em rất tiếc là chỉ trong một giây lát thôi, nếu mà em quay trở lại thôi thì em đã đi vào lịch sử rồi anh Kiên ạ. Chỉ một giây, em cực kỳ tiếc. Đây, mọi người nhận ra em hồi cấp 3. Mọi người nhìn thấy cái mái tóc đầu của em rồi đúng không? Thì nó chắc chắn là cái anh chàng ở kia luôn. Chị Linh nhận em ạ.
cái ảnh này rất là mờ, hay nhỉ? Nhưng mà cái điều này nó quá là đặc biệt. Cuộc sống nó rất là vô thường ấy. À, trong các bạn của chị cùng hồi cấp 2 bây giờ còn người còn người mất, người đã ra đi và những người ở lại. Chứ không phải là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như là mọi người mong muốn đâu. Nhưng mà có một cái thứ đẹp nhất là luôn ở trong tim mọi người, đấy là cái tuổi học trò ấy. Đây, nếu mà nhìn cái nụ cười của chị thì cũng có khác gì mọi người đâu. Chính xác là như lúc thế. Lúc đấy là vì chị cũng là một học sinh, chị cũng hòa mình vào các bạn. Nên là chị xem lại cái này xúc động vô cùng. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cái này là một kỳ công của các bạn để có thể làm cho bây giờ khi mà mình lớn tuổi hơn thì những giọt nước mắt nó hiếm hoi lắm. Mình không phải dễ khóc nữa. Nhưng mà hôm nay mình hơi xấu hổ là mình khóc nhỉ. Mình xúc động quá. Cảm ơn Khánh rất nhiều, phải ôm Khánh một cái. Hai chị em ôm nhau. Em là người vinh dự nhất ở trong khóa đấy, em không vào. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị đã làm một điều thật là đặc biệt. Chị muốn gửi lời chúc đến các bạn. Các bạn chắc là sinh năm 1978. Chính xác là như vậy. Các bạn tuổi Ngọ, các bạn bằng đúng tuổi em gái của chị. Vâng. Chúc là các bạn cho dù cuộc sống nó có thế nào, có như mình muốn hay không, có thăng trầm, có gì đi chăng nữa, thì những cái gì đẹp nhất sẽ luôn luôn được các bạn lưu giữ ở trong trái tim. Như là các bạn đã lưu giữ hai cái tấm áo kỷ vật này, rất là xúc động. Và chúc các bạn thường xuyên học lớp để có thể nhìn lại những cái lúc mà mình có thể có những cái tiếng cười vô tư. Cái bài Hà Nội đêm trở gió đi vào lịch sử là vì thế đấy chị Linh ạ. Nếu mà chị chọn bối cảnh khác thì có lẽ là không, chị đã không tới trường nó em. Nó không chỉ có video clip đâu. Vâng. Mà nó có một cái câu đó là: ta nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư, nó là riêng tư, gợi nhắc cho ai, đúng không? Và tuyệt vời. Và chị nghĩ là chú Trọng Đài hay là nhà văn Chu Lai có đang ngồi xem chương trình này cũng sẽ rất là cảm động. Những người biết sẽ rất là cảm động này, đúng không? Bởi vì chúng ta đã là một phần của một ai đó. Cái điều đấy nó rất là đáng kể, nó rất là đáng kể. Thế chị sẽ ký vào đây nhá. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Chúng ta lại một lần nữa nhắc lại kỷ niệm và đi vào kỷ niệm của ai đó. Đó là một điều thật là tuyệt vời, đúng không?